còn tất cả những ngôi mặt cằm sau là sẽ không đẻ được nha. Giờ sẽ nói về ngôi mông. Ngôi mông là cái ngôi mà quay cái mông xuống dưới, à nó chia thành ngôi mông thiếu kiểu mông, thiếu kiểu chân và thiếu kiểu gối. Thì trong các loại ngôi mông thì ngôi mông đủ và thiếu kiểu mông là đẻ được. Chắc nguyên nhân thì mọi người tự đọc nha, tại này phải học thuộc lòng. Ngôi mông nó có bốn kiểu lọt là cùng chậu trái trước, cùng chậu trái sau, cùng chậu phải trước và cùng chậu phải sau. Cái này là tên cũ, tên mới ta bỏ chữ chậu rồi mọi người. Thì kiểu thế của ngôi mông là cùng trái trước, cùng trái sau, cùng phải trước, cùng phải sau, và hai kiểu sổ là cùng trái ngang và cùng phải ngang. Tại sao nó lại sổ theo kiểu thế ngang? Thật ra không phải sổ theo kiểu ngang mà về lý thuyết á, thì khi xuống tới dưới thì cái đường kính lớn của ngôi mông á nó phải trùng với đường kính trước sau của cung chậu, bởi vì kính thước cao là đường kính rất là lớn. Thì vẽ cho mọi người tưởng tượng đây là một cái hình của cái cung chậu, phần chỗ âm hộ chuẩn bị sổ ra. Phía này là cái hình này là mô phỏng trong cái xương mu là phía trước, hình này tưởng tượng cho cái hậu môn đi kèm là cái xương cùng ở phía sau. Thì cái đường kính sổ lớn của thai á là đường kính lưỡng ụ đùi. Vẽ về để mọi người thấy rằng á xương cùng của ngôi mông đang nằm ở đây này, thì đường kính sổ của cái em bé đó tới thời điểm mà nó đi xuống tới cái eo dưới á thì nó quay cái trục dọc như vậy, cái hình lưỡng ụ đùi phải quay đây. Ở đây là mô phỏng cho bộ phận sinh dục nam, không có kỳ thị giới tính nhưng mà tại vì vẽ vậy thì nó sẽ rõ hơn. Thì cái điểm mốc của ngôi mông là xương cùng đang nằm ở đây. Thì đối với cái tình huống mà xương cùng đang quay đây, mình sẽ có kiểu thế là kiểu sổ là cùng cùng gì, phía này là phía bên trái, cùng trái ngang. Còn ngược lại khi cái xương cùng nó nằm bên đây thì mình sẽ có kiểu thổ là cùng phải. Khác với ngôi đầu điểm mốc là cái xương chẵm, thành ra khi cái đầu nó cúi xuống á thì cái điểm mốc thường là nằm ở trên hoặc nằm ở dưới, thành ra nó sẽ có kiểu sổ là sao, chẵm chẵm trước và chẵm sau, hay thường gọi là chẵm chẵm vệ là phía trên này nè, là phía trước đó, gọi là chẵm sau là chẵm cùng ở phía sau này nha. Mấy phần này mọi người sẽ về đọc, chủ yếu bữa nay sẽ giới thiệu mọi người cái xử trí mà đẻ một cái ngôi mông, ý nghĩa của nó để làm cái chuyện gì. Trong đẻ ngôi mông nó có bốn thủ thuật chính. Thủ thuật thứ nhất là phương pháp vẹt Merlin. Vẹt Merlin là cái phương pháp là khi một cái ngôi mông nhỏ thần sinh mông giãn tự nhiên, thành ra cái người đó đẻ ngôi mông sẽ không làm gì cả, à để cho mông nó xuống từ từ, nó xoay, nó nông thần sinh mông và nó tuột ra từ từ, ở dưới sức nặng của nó thì cái đầu của em bé nó bị bật ra luôn. À, Merlin là không can thiệp phẫu thuật gì trên thai nhi, tức là không có nắm em bé kéo dặn hay bẻ gì cả, cũng không có cắt thần sinh mông mẹ luôn nha. Thì thường sẽ gặp ở những ngôi mông nhỏ ký và thường là con rạ thần sinh mông giãn tốt. Rồi đối với những cái ngôi mông mà nó tiên lượng là nó không có thể nào nhỏ mà đẻ tự nhiên được thì người ta sử dụng cái phương pháp, ba phương pháp để hỗ trợ. Nó có ba phương pháp để hỗ trợ, trong đó phương pháp thứ nhất quan trọng nhất ta gọi là phương pháp Sovianov. Sovianov là phương pháp như thế nào? Sovianov là sao? Khi mà cái mông á, mình thấy cái mông em bé đó, để coi có không kiếm được cái hình. Sovianov là khi mình cho cái chuyển dạ diễn tiến tự nhiên, khi cái mông của em bé nó thập thò chỗ âm hộ á thì mình sẽ dùng cái tay mình đẩy, ngoài, mình chặn ngoài âm hộ, không cho cái mông nó rớt ra ngoài, không cho cái mông lú ra ngoài. Đương nhiên trong lúc đẩy mình vẫn yêu cầu bà bầu là sao, rạng, để dùng cái lực ép cái mông xuống cái tay mình, còn mình thì đẩy ngược vô. Làm trò này để làm chi, mình cũng mệt mà bà bầu cũng mệt. Mọi người biết khi cái mông nó lú gần tới âm hộ mà mình cố gắng mình đẩy vô, cái lực nó nặng lắm. Và không phải đẩy trong 1 2 phút đâu mọi người, đẩy khoảng từ 15 tới 20 phút. Thậm chí khi thấy hiệu quả chưa đạt có thể người ta kéo dài tới khoảng 25 30 phút, không vượt quá 30 phút được. À, tại quá 30 phút là nguy hiểm, tại rơi vô cái tình huống là thời gian sổ thai kéo dài quá nó sẽ suy thai. Nhưng mà thường người ta sẽ quy ước là an toàn nhất là nên lựa Sovienov đẩy từ khoảng 15 tới 20 phút thôi, đừng hơn. Lúc đẩy đó mình sẽ có một cái tác dụng gì? Tác dụng thứ nhất á, là khi cái mông nó bị ép từ trên xuống á, rồi ở dưới ép lên nữa, thì cái mông nó đang tì vô cái gì?
cái mép sao âm hộ, hay còn gọi cái dùng đó là dùng tầng sinh môn, thì nó sẽ làm cho tầng sinh môn bị ép giãn ra, để chi? Để nó giãn, nó căng ra, nó mềm, nó giãn tốt. Những gì hồi đổ nhổ sổ cái mông khúc sau nó sẽ dễ hơn. Vậy thì tác dụng thứ nhất của cái chuyện làm Sovinop là làm cho tầng sinh môn mềm và giãn ra. Và mọi người tưởng tượng đi, khi lúc cái tầng sinh cái mông nó đang ở tầng sinh môn thì cái vai của nó là cái phần khá lớn nó đang nằm ở đâu? Nó nằm ở ngang cái cổ tử cung. Thì lúc mình cứ dùng cái lực rạng mình ép như vậy thì mình cũng làm cho cổ tử cung nó như thế nào? Nó bị giãn và nó mềm ra. Mọi người nên nhớ trong đẻ ngoài mông người ta sợ nhất là cái gì? Là kẹt đầu hậu. Kẹt đầu hậu là một cái khái niệm rất là ghê rợn. Là tại sao? Là khi đẻ ngoài đầu, cái đầu nó luồn qua hết cái cổ tử cung, nó luồn ra tới ngoài, thì ra tới ngoài nó lọt rất là dễ. Trong khi ngoài mông, cái phần mông nó không lớn bằng phần đầu. Thành ra khi cái thân của em bé nó qua khỏi cái cổ tử cung lên tới hai mỏm vai thì cổ cung nó giống như cái sợi dây thun nha mọi người, cái lực siết nó rất là lớn. Bình thường nó có 1-2 cm mà cái thai nông nó ra tới 10, nhưng mà nếu mọi người tưởng tượng mà đẻ nhanh quá, nó chưa có nông đủ lâu thì cái cổ tử cung nó chưa có giãn, nó giãn chưa có giãn mà chưa có mềm nữa, thành ra nó có cái lực siết giống như sợi dây thun. Mọi người bung nó ra để vô một cái cổ chai hay gì đó thì khi bung cái lực để căng nó ra thì nó sẽ bị siết trở lại. Cổ tử cung cũng vậy, thì nguyên cái mông với nguyên cái mình em bé mà nông cổ tử cung để đi xuống, và khi nó trượt qua khỏi cái hai cái cơ delta đó lên trên hai cái đỉnh của hai cái vai nè, thì mọi người tưởng tượng nếu cái lực cổ cung còn đủ khỏe đó thì nó sẽ siết vô cái vùng cổ em bé, thì lúc đó cái đầu còn đang ở đâu? Ở trong buồng tử cung, đúng không? Khi nguyên cái người em bé trượt qua khỏi cái vai, cái là cổ cung siết ngay chăng cái cổ liền, và dẫn tới là cái đầu em bé thì ở trong lòng trong cái buồng tử cung, còn cái mình em bé thì ngay cổ tử cung, cái cổ nó bị cổ cung bó lại siết cứng ngắc luôn. Vậy đó mình kéo sẽ không bao giờ kéo được. Vậy thì để khi mà cái cổ tử cung mình nó trượt qua cái vai đó mà nó không siết vô cái đầu em bé đó, thì cái yêu cầu để đẻ ngoài mông là cái đầu phải cúi tốt. Mọi người nên nhớ khái niệm cúi tốt là sao? Là cái phần dưới xương càm nó phải chạm vô tới phần trên của xương ức. Khi cái đầu nó cúi như vậy đó thì lúc mà cái cổ tử cung nó trượt qua cái vai đó thì ở mặt trước cổ tử cung nó không bắt vô cái càm nữa, mà nó sẽ từ cái phần ngực của em bé nó trượt thẳng qua cái mặt và nó thoát ra luôn. Nói tới đây mọi người tưởng tượng được không? Tưởng tượng được cái khái niệm cái tình cảnh lúc mà cổ tử cung, lúc em bé đẻ cái mình nó đi ngược ra thì cổ cung nó trượt qua cái vai thì nó sẽ siết vô chân cái cổ em bé, nó vướng vô cái càm. Thành ra để tránh cái tình trạng vướng cái càm đó thì người ta sẽ yêu cầu là cái đầu nó phải cúi thiệt là tốt. À, mà cái đầu muốn cúi tốt á là phải đúng nghĩa là cái đầu nó phải sao? Cái càm nó phải chạm vào tới cái bờ trên của xương ức, thì lúc đó cổ cung nó khi nó trượt qua cái vai thì ở hai bên là trượt qua vai, phía sau thì trượt qua cái ót thì nó không có vướng rồi. Nhưng ở phía trước nếu cái đầu nó chỉ cần hơi ngửa lên chút xíu thì cổ cung nó luồn ở dưới cái càm và nó siết vô cái cổ luôn. Mọi người tưởng tượng hai bên khi nó bắt đầu nó trượt qua được cái vai, bắt đầu cổ cung nó sẽ thu lại rất là nhanh. Và ở phía trước nếu nó vướng vô cái càm là sẽ siết vô cái đầu em bé. Thành ra nếu cái đầu em bé lúc này mà cúi thiệt là tốt á thì cổ tử cung nó sẽ trượt từ cái ngực em bé, nó trượt qua cái mặt em bé và trượt lên trên đầu, nghĩa là em bé thoát cái đầu ra được. Do đó thì trong thủ thuật Sovinop á, người ta còn một cái chuyện cải tiến nữa. Cái chuyện mà Sovinop là để chi? Cái lực rặn của bà bầu ở phía trên, lực đẩy của người ở phía dưới sẽ làm cho cái phim làm siêu nó, mọi người tưởng tượng một cái tình cảnh nó xảy ra như vậy. Bà bầu thì cố gắng rặn xuống, người làm thủ thuật thì cố gắng đẩy ngược lên, thì hai cái lực đó sẽ ép cho cái gì? Cho cái mông với cái đầu bị cong lại, và cái đầu trong cái lực ép đó cái đầu nó sẽ bị cúi sát vô cái mình. Như mọi người tưởng tượng cái mông nó đang trượt ra trước thì cái đầu cho dù trước đó có cúi thì nó cũng bập bên, đúng không? Và cái đầu rất là dễ bị ngửa ra. Thành ra tới giai đoạn quan trọng là cổ tử cung chuẩn bị trượt qua cái vai, là phải làm Sovinop, để sau đó mình thả ra từ từ thì cổ cung nó trượt thẳng đi qua khỏi cái mặt em bé chứ không dướng lên cái càm. Do đó tác dụng thứ hai của Sovinop là sao? Giúp cổ tử cung nó trượt từ cái ngực em bé, nó trượt qua cái mặt chứ không dướng vô cái càm em bé.
và nhiều người không yên tâm, nhất là bé thai mà nhỏ nhỏ từ 2 kg đến 2,5 kg nó dễ dướng lắm, tại vì đẩy cái lực như vậy chứ thường nó cuốn không có tốt. Thì người ta có cải tiến Sauvinox chút xíu, tức là dùng một cái tay đó, cái tay còn lại đó, mình cố gắng mình dịnh thì một cái người còn lại, hoặc là nhiều cái người dịnh có thể dùng một cái tay còn lại ấn phía trên xương vệ. Tại lúc này phía ngay trên xương vệ là cái gì, là cái đầu em bé, và cái đầu đó mình ấn là mình ấn gì, mình ấn ngay cái ót, tại vì nó đang quay xuống mà. Ấn cái ót đó để chi, để cho cái đầu nó cúp xuống thêm nữa, cho nó cúi tốt, nhiệm vụ là cúi tốt để cổ cung trượt qua, sẽ trượt thẳng từ cái ngực em bé đi qua cái mặt, chứ không có vụ mà nó trượt vô dướng vô cái càm là coi như nó dướng kẹt đầu hậu luôn, nó siết lại. Và tác dụng thứ ba của Sauvinox là khi mình xô khoảng chừng 15-20 phút ở vị trí đó, cái bông nó đang nông tầng sinh bông, thì thật ra hai cái vai nó cũng đang nông cái cổ tử cung. Và cổ cung mọi người tưởng tượng là nếu mà được nông trong thời gian rất là dài thì nó sẽ bị mỏi, nó sẽ giãn cơ. Thì cho dù cái lực siết có thể nó còn nhưng mà nó sẽ yếu và nó siết chậm, thành ra cái xác suất mà nó sau khi nó trượt qua vai mà nó siết lại nhanh rất là thấp, tức là dẫn tới ít khi nào trượt, tức là thế nào nó bó cứng nhanh để mà dướng vô cái càng được. Vậy ta hy vọng nếu một số tình huống thuận lợi thì cổ cung có thể mềm và không có lực siết luôn, tức là em bé có thể đi qua một cái ống, tức là cổ cung nó không phải như sợi dây thun nữa mà nó giống cái ống mềm, nó không còn siết lại. Thành ra Sauvinox nhắc lại có 3 tác dụng: một là làm giãn và mềm tầng sinh môn, hai là giãn và mềm cổ tử cung, và ba là giúp cho đầu nó cúi tốt. Thủ thuật thứ hai là thủ thuật Morisho. Thủ thuật Brett nói sao đi, cái này sao là được cái thủ thuật Brett lên trước. Morisho là khi mà mình kết thúc cái thị của Sauvinox á, tức là sau khi mình show khoảng 15-20 phút, mình sẽ cắt rộng tầng sinh môn để mình cho sổ cái mông ra. Thì một số người không yên tâm cho rằng là ví dụ như cái đầu, nếu mà tôi cho cái mông đi ra thì cái đầu lúc này không tốt, không cúi nữa, lỡ nó mắc vô cái càm, nó mắc đâu ở trong cái lòng tử cung á, nó sẽ ngửa cái đầu lên, thành ra người ta sẽ đưa cái thủ thuật Morisho vô để ta hỗ trợ cho cái thì hai của Sauvinox. Thủ thuật Morisho là làm sao? Tại vì khi sổ cái mông, người ta sẽ yêu cầu xoay cái mông em bé quay lên phía trước, tức là mình đang ngồi đỡ thì cái mông quay lên trên trời á. Thì kết thúc của thì Sauvinox là mình sẽ xoay cái mông theo hướng trên trời để mình nắm hai cái chân mình kéo nó ra. Sau khi cắt rộng tầng sinh môn thì lúc này cái người đỡ đẻ ngồi mông sẽ dùng cái tay luồn ở cái mặt dưới của cái tầng sinh môn, hay nói cách khác là lúc này cái tay đang luồn theo cái gì giữa hai chân em bé, lên trên bụng, lên trên ngực, luồn lên trên tới cái miệng của em bé, mình mới thọt hai ngón tay vô trong cái họng em bé đó, và mình đặt hai cái ngón tay này lên đúng vị trí nha, là đúng hai cái góc hàm bên trái bên phải. Nếu mà đặt sai, đặt ở giữa cái lưỡi là mình sẽ móc đứt cái lưỡi em bé luôn, tại vì hai cái xương hàm nó mới chịu lực được. Thì thủ thuật Morisho nghĩa là tôi đưa một cái tay từ dưới bụng lên ngực, đưa vô tới miệng em bé, tôi đặt hai cái tay đó vô trong hai cái góc hàm và tôi dùng lực tôi kéo cái đầu em bé cho nó gập xuống. Hồi nãy tôi là dùng cái lực rặn của bà bầu với lực đẩy tôi cho em bé cúp cái đầu lại, thậm chí tôi lấy cái tay nhấn trên tầng sinh môn, nhưng mà không có chắc rằng là khi tôi cho sổ cái thai ra thì cái đầu nó sẽ cúi theo tới ra như ngoài vậy, mà có thể nó sẽ bị ngửa lên, thành ra tôi sẽ lòn cái tay vô để tôi gập cái đầu để cho nó đi qua cái vị trí cổ tử cung. Giai đoạn này rất quan trọng, bởi vì cái đầu đang chỗ từ cái vai á bắt đầu nó trượt thì cái đầu nó phải cúi để cho đi qua cổ tử cung. Giai đoạn này cái đầu bắt đầu là sổ đầu, không phải sổ ra ngoài mà cái đầu nó đi ngang qua cổ cung, do đó Morisho giúp cho cái đầu nó cúi tốt. Còn nhiều người không dám thọt vô tay cái miệng em bé, tại nhiều khi miệng bé nhỏ mà có nhiều cái bác sĩ sản cái tay khá lớn, thành ra thọt vô miệng không được. Thì Morisho nó còn một cái kỹ thuật nữa là mình sẽ đặt hai cái ngón tay lên hai cái xương hàm á, xương gò má á, phần của trên xương hàm trên, phần dưới xương hàm trên gọi là xương gò má, đặt lên đó và mình dùng cái lực để mình ấn mạnh vô để mình giúp cái đầu cúi tốt. Và trong cái thủ thuật này đó là mình sẽ giữ cái này cho tới khi cái đầu nó ra tới cái tầng sinh môn, tại vì tới tầng sinh môn mình cũng giúp cho đầu cuối để nó bật lên trên cái tầng sinh môn luôn. Thì thủ thuật này nó có hai giá trị thứ nhất á là giúp cho cái đầu nó cuối tốt, nó vượt qua cái cổ tử cung là một nấc, là vượt qua cái tầng sinh môn ngoài là một nấc nữa. Chuyện thứ hai là nó giúp cho không kẹt đầu hậu. Mọi người tưởng tượng đi, cái mình sợ nhất là sao,
khi cái cổ tử cung nó trượt từ cái ngực em bé, nó trượt thẳng vô cái cổ em bé và dướng ở càm, thì cái ngón tay mình, nguyên cái cánh tay của cái người làm phẫu thuật nó giúp một cái, thành một cái gì, một cái cầu để chắn cái chuyện đó. Khi mọi người tưởng tượng cái tay đang ôm từ cái bụng em bé lên ngực, đưa vô họng hoặc là đưa vô cái xương gò má, thì cái cổ tử cung nếu có, nó không có, nó có trượt vô được cái càm không? Không hề, nó sẽ phải trượt theo cái cánh tay của mình. Do đó cái chuyện cổ tử cung mà nó trượt từ cái ngực em bé nó mắc vô cái càm sẽ không xảy ra nữa, mà nó sẽ trượt theo cái cánh tay của người làm phẫu thuật, nó trượt qua đầu em bé. Vậy thì Moluso nó có hai chuyện: một là giúp cho đầu cuối tốt để sổ qua cái cổ tử cung phía trong và sổ qua luôn cái thần sinh môn phía ngoài. Thật ra khi mà cái đầu nó ra tới đầu sinh môn ngoài, mình không có ngán cái chuyện nghẹt đầu hậu, chỉ sợ nó kẹt là kẹt ở trong cổ tử cung đó. Thì cái quan trọng nhất của Moluso là cái chuyện làm cho nó không có bị kẹt. Do đó nhiều người đừng có nặng nề cái chuyện Moluso là tôi phải dùng cái lực bao nhiêu, cái lực đó giúp cho cái đầu cúi tốt hay không. Thật ra mọi người chỉ tìm một cái lực rất là nhẹ cho đầu nó đừng có bị ngửa thôi, chứ đừng có cố gắng mà đè cho cố sát vô. Tại vì có người đè là đè sập xương hàm của em bé luôn, hoặc là đè sao, đè đứt cái lưỡi nó luôn. Hoặc là nhiều người 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 cứ cà trơn cà trơn, tại vì đưa vô trong dịch rồi nó khó định hình lắm, không dám đưa vô họng em bé, rồi cứ kéo lên kéo xuống hoặc là chọt lủng mắt nó. Do đó Mauricio nhắc lại mọi người sẽ làm một cách nhẹ nhàng, mục tiêu để giữ cho cái đầu đừng có bị ngửa, chứ không đọ mọi người dùng cái lực rất lớn để kéo cho cái đầu nó gập xuống. Tại thật ra mình đâu có cái điểm tựa chắc chắn để có thể móc cái đầu em bé xuống, mà mình chỉ giữ như vậy cho cái đầu đừng bị ngửa lên. Và quan trọng thứ hai là chính cái cánh tay của mình sẽ cản cái cổ tử cung siết vô cái càm em bé, mà cái cổ cung nó sẽ trượt phía ngoài cánh tay mình và trượt qua đầu em bé. Vậy đó Moluso nó có lợi ở cái chuyện là hạn chế cái chuyện mà cái gì, cái đầu em bé nó bị cổ cung siết lại ở phần dưới dưới hàm. Do đó bạn cho dù tự tin là bạn làm sau viên nó tốt hay không tốt, bạn cho rằng thai nó cúi tốt hay không tốt, thì trong những tình huống để mà mong bạn vẫn nên làm Moluso, bởi vì tác dụng nó giúp hạn chế cái chuyện mà cổ tử cung nó siết lại, nó mắc cái đầu của em bé lại. Rồi cái thủ thuật cuối cùng, thủ thuật số 4 là thủ thuật break, thì nó dùng cho mấy mấy tình huống đẻ mà mong mà mình tiên lượng khá dễ, tức là đẻ con rạ rồi, đẻ con rạ mà thai nó cũng không có lớn ha, thần sinh môn mình đã làm cho giãn tốt rồi, thì mình sẽ làm thủ thuật break. Break đơn giản, mình sẽ cho em bé đẻ ra tới ở dưới luôn. À, khi cái mông ra khỏi tới ngoài đó, tức là khi sổ hết cái mông ra tới cái phần bụng của em bé đó, thì mình nắm hai cái chân của em bé, mình bật ngược lên trên cái, và phải có mô hình trực tiếp thì mọi người sẽ tưởng tượng thủ thuật press. Nó đơn giản mà nó hiệu quả lắm. Đây, đây là hình thủ thuật press. Ở cái hình B mọi người thấy đó, là khi cái mông em bé ra đó, thì người ta mới lật nguyên cái lưng em bé úp lên trên lưng của bà mẹ, tức là ta bẻ ngược em bé ra. Ha, khi lật lên như vậy thì cái người thủ thuật tiếp bước là sẽ nắm hai cái chỗ phần đùi đó, mà có nắm xương đùi nha, gãy xương đùi đó, nhắm ngay chân chỗ cái phần hông, chỗ gai chậu trước trên đó, chỗ đó có cái xương khung chậu rất là cứng, thì mọi người nắm cái đó đó, mình đẩy em bé cho cái lưng của em bé ốp sát vô trong cái bụng của mẹ. Cái hướng này mọi người tưởng tượng đâu, trên đây là cái phần bụng của bà bầu nè, mất tiêu cái con đó rồi. Trên đây là bụng của em bé, của bà mẹ nè. Mình sẽ bẻ em bé theo cái hướng là úp nguyên cái lưng nó lên trên bụng bà mẹ, úp theo hướng này. Để làm chi? Khi đó do cái đầu nó nhỏ, mình dùng cái lực này nè để mình uốn nguyên cái đường cong lớn. Nguyên cái đường cong lớn để cho cái đầu này sao? Bật qua trên cái xương cùng, nó bật ra khỏi tầng sinh môn luôn. Mọi người tưởng tượng dùng cái thế không? Nếu mọi người đang kéo cái hướng thẳng xuống dưới thì cái càm này nè, chỗ cái càm này nè, nó sẽ mắc vô cái cổ tử cung là cái thứ nhất, nó mắc vô chỗ cái tầng sinh môn đang ở đây nè, tầng sinh môn cao lên ở đây, là cái càm này nếu mình kéo theo cái hướng xuống dưới theo kiểu đẻ ngôi đầu thông thường á, thì cái càm này sẽ bị cản. Còn khi mình bẻ một cái đường cong này nè, thì cái càm này nó sẽ bật từ đây, nó bật thẳng, nó sẽ đi một cái đường cong rất là đẹp, nó không có dướng cái chân chỗ tầng sinh môn ở đây. Chỗ này mọi người nên tưởng tượng đây là một cái tầng sinh môn, chỗ phía trước này là cái âm đạo nè. À, thì nguyên cái càm em bé nó sẽ bật cái này, nó đi theo cái đường cong, nó bẻ lái ra ngoài rất là nhẹ nhàng. Thủ thuật break nhắc lại chỉ làm cho thai nhỏ ha, chứ còn cái thai lớn nguyên cái khối này nó khổng lồ luôn, mọi người bật lên không có nổi đâu. Thường thai nhỏ định nghĩa là thai khoảng chừng
từ khoảng 2 kg cho tới 2 kg rưỡi, gọi là quá lắm thì khoảng 2 kg 8. Cái đầu em bé là không quá 9.3, thì những cái tình huống đó thì thầy sẽ làm phẫu thuật cắt được. Thường ta lựa những cái đầu dưới 9 chấm cho nó an toàn, thai khoảng 2 kg 4, 2 kg rưỡi. Mình đẻ tới ngon mông, mình làm sau Vianop xong đẻ tới ngon mông khỏi mô đi xô khỏi gì chứ. Mình nắm hai chân mình bật cái bụp là nó dang ra rất là nhẹ nhàng. Còn đương nhiên có tình huống nữa là tôi sẽ đẻ đầu hậu bằng cái forceps paper. Hiện giờ thì forceps paper bên khoa sản không còn nữa, hồi xưa có một cái mà bị hư rồi. Hiện giờ ở miền Nam thì Từ Dũ còn cái, Phùng Dương còn cái, nó có độ cong chậu khá lớn so với độ cong thần sinh môn, và cái cạnh nó rất dài và nó có cái độ cong chậu ngược. Tức là forceps khi đưa vô thì cái độ cong chậu, mọi người có nghiên cứu forceps thì sẽ hiểu độ cong chậu với độ cong thần sinh môn nó cùng một chiều, còn độ cong của cái forceps paper là thần sinh môn nó đang cong lên thì tới cái phần hai cành nó quặp xuống ngược trở lại, để chi, để mình đưa vô khung chậu cho nó phù hợp, nhưng mà tới ở trong thì nó sẽ bẻ xuống để nó kẹp vô được cái đầu em bé, và forceps này giúp cho cái đầu bật lên đẻ theo kiểu thủ thuật rack. Forceps paper sẽ hấp giúp hỗ trợ đẻ đầu hậu theo kiểu thủ thuật rack mà dành cho thai lớn. Cứ thai lớn mình thủ thuật rách mình bẻ cái xương nó hồi còn trường gãy xương sống, thế này mình sẽ nắm kẹp vô cái đầu của con bé để mình dùng cái đầu đó mình bật theo cái vòng cung giống hồi nãy mọi người tưởng tượng đó, bật theo cái hướng của paper và dùng kềm. Đương nhiên paper hiện giờ thì không có xài nhiều nữa, bởi vì khi sử dụng cái bọc xét mà có độ cong chậu ở trong lớn thì mọi người biết đó, đẻ ra được cái thai mà sau đó là ở trong rách tan nát, thậm chí là rách luôn cái đoạn dưới, tức là tương đương vỡ tử cung, tức là phải mổ bụng ra để may cái đoạn dưới. Khi đặt forceps paper là vẫn xếp vào nhóm forceps cao và nguy cơ tổn thương của những cái thần sinh môn sâu ở phía trong là rất nhiều, do đó nhiều người hiện giờ hạn chế làm forceps paper, có vẻ là phẫu thuật cắt sẽ an toàn hơn. Thì giới thiệu mọi người biết thôi chứ kéo forceps paper là phải là cột một mới được kéo và khó làm. Còn đây là những chỉ định mổ lấy thai của mâm mông. Rồi tạm thời thì bài tới đây dừng.